Thưa quý vị, tin chúng tôi vừa nhận được, rạng sáng hôm nay, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã bất ngờ đột kích quán bar New Phương Đông trên đường Đống Đa, thuộc địa bàn phường Thuận Phước, quận Hải Châu, phát hiện hàng chục đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm trên, lực lượng Công an quận đã phối hợp với Công an phường khẩn trương kiểm tra và yêu cầu toàn bộ khách cùng nhân viên trong quán bar xuất trình giấy tờ tùy thân. Tất cả những trường hợp có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy đều được Công an quận mời về trụ sở tiến hành thử test. Qua kiểm tra đã phát hiện và lập biên bản 75 trên 190 trường hợp dương tính với chất ma túy, thu giữ 128 chai rượu ngoại, 36 bình shisha không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện toàn bộ vật chứng và số đối tượng nói trên đang được tạm giữ tại Công an quận Hải Châu để tiếp tục điều tra làm rõ.